chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang trở lại thử thách cùng bước nhảy với đêm biểu diễn của Top 4. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, mỗi một con người đều lựa chọn cho mình một vị trí riêng. Chúng ta cũng có thể xem đó là một chiếc ghế của chính bản thân của mình. Đó có thể là chiếc ghế của tình bạn, đó có thể là chiếc ghế của cảm xúc, đó cũng có thể là chiếc ghế của tiền bạc. Và ai muốn được lựa chọn cho mình những chiếc ghế quan trọng nhất trong cuộc đời của mình? Ngay bây giờ, tôi có một chiếc ghế, và chiếc ghế đó là chiếc ghế của sự công nhận. Và ai sẽ là người ngồi trên chiếc ghế này? Hãy cùng theo dõi sự kết hợp của bốn gương mặt xuất sắc nhất thử thách cùng bước nhảy để xem ai mới thật sự là chủ nhân của chiếc ghế này. Biên đạo Leon Blackwood sẽ dựng một tiết mục jazz cho top 4. Họ đều là những vị thần và họ đấu với nhau để giành lấy ngai vàng. Chúng ta chỉ biết ai sẽ giành chiến thắng, nhưng trận đấu này sẽ rất căng thẳng và khốc liệt. Bốn tụi mình là bốn thể loại khác nhau và cũng là bốn cá tính cũng rất là rõ ràng. Mặc dù bốn cá tính khác nhau nhưng tụi mình cần có sự đồng đều nên mình sẽ luyện tập thật là nhiều để có sự liên kết với nhau. Hy vọng tụi mình sẽ cháy hết mình trên sân khấu với nhau. All in the front, all in the back, just like that I'ma blow your mind, take it out on the floor like that All in the front, all in the back, just like that I'ma blow your mind like wasted heart When you left me with no choice I'm looking for a boy to fill this empty void She's dead and gone, dead and gone. Oh, wasted heart. You took the last bit of love I've ever had. You took a good girl and you told me you're so bad. Kiss the old day goodbye. She's dead and gone, dead and gone, dead and gone. Ooh. One by one, I watch you fall down. Vâng, một tràng pháo tay nồng nhiệt cho bốn chiến binh của chúng tôi, thưa quý vị. Cuối cùng, chúng ta vẫn chưa biết câu hỏi ai sẽ là ngồi trên chiếc ghế này. Và đó là... Tôi không dám ngồi đâu. Dạ vâng, thưa quý vị, một tràng pháo tay nữa cho bốn chiến binh của chúng ta. Và họ là Đức Tiến, Xuân Thảo, Sơn Lâm và Phạm Lực. Xin cảm ơn biên đạo Leon Blackwood.